Chúng ta có thể có 20 cái hành động thì mới tạo ra được một kết quả Một tập đoàn, một doanh nghiệp, thậm chí là một quốc gia Cũng phải sử dụng công thức này Một đất nước cũng nên đi theo công thức này Một doanh nghiệp cũng nên đi theo công thức này Một tập đoàn, một tổ chức, một cá nhân cũng nên đi theo công thức này Để Chúng ta có cái công thức là KLH chúng ta hay đọc vui là không linh hoạt đấy. Đầu tiên bạn viết ra kết quả mình muốn đạt được. Cái thứ hai là chúng ta liệt kê tại sao chúng ta lại mong muốn cái kết quả đó và cái thứ ba là 10 hay thậm chí là 100 cái hành động mà chúng ta sẽ triển khai. Rồi. Thì đây là cái công thức số 3 của chúng ta. À, kết quả giả sử một bạn bạn muốn là ừ, tôi ví dụ bạn công ty IPO Tiên sàn chứng khoán. Trong vòng 5 năm đây nó gọi là kết quả nhưng mà lý do tại sao bạn muốn có kết quả như thế này hiện nay một công ty mà IPO trên sàn chứng khoán thì người ta có thể là sẵn sàng người ta mua lại kể cả nó không có hoạt động gì người ta sẵn sàng người ta mua lại hiện nay cái giá bét nhất nó rơi vào khoảng tầm 80 tỷ Vì hiện nay hồ sơ thì nó, nó rất là bị tồn động rất là nhiều ở trên ủy ban chứng khoán nhà nước tức là hồ sơ hàng nghìn bộ hồ sơ phê duyệt không được phê duyệt Vì hiện nay rất là nhạy cảm về chính trị cái giai đoạn trước ấy là rất là nhiều người đã bị bắt đi rồi bắt bớ đi rồi chủ tịch ủy ban chứng khoán người nếu mình có biết câu chuyện đấy không ạ? Các cán bộ là người ta đi vãn rồi. Nên bây giờ là mọi người người ta rất là ngại, người ta rất là sợ. Đấy, các thủ tục pháp lý không chỉ trong câu chuyện của cổ phiếu chứng khoán mà trong câu chuyện của đất đai cũng thế là nhiều nơi hiện nay là hầu như là nhiều anh em đi theo hướng bảo toàn tính mạng trước thì bây giờ là lên pháp lý nhiều nơi là tương đối chậm là vì như vậy. Tất nhiên nhiều bạn thì vẫn làm được, chúng ta có những cái Uh, mối quan hệ chất lượng chúng ta có những cái uh, phương pháp làm đúng thì nó vẫn vẫn là uh, triển khai được nhưng dù sao thì thì đấy cũng hiện nay cũng đang là một thực trạng nhưng còn lý do tôi ví dụ quay trở lại ok một số bạn bạn giả sử bạn muốn cái điều này nhưng lý do của bạn là gì đấy. lý do của bạn là gì à, bạn uh, tại sao bạn lại muốn cái điều này chẳng thì đây là ví dụ lý do số một một số người nhé người ta có cái ý tưởng là người ta giúp uh, cán bộ nhân viên đấy. là giàu có tức là ví dụ như này đầu tiên là cổ phần hóa thì các cán bộ người ta được một hai ba ấy nhưng khi mà đưa lên sàn tôi ví dụ như là ngày xưa FPT đưa công ty lên sàn chứng khoán đến cái chị nào công ấy dọn vệ sinh đấy là cũng được gần như là được một căn hộ đấy, số tiền mà kiếm được là gọi là đủ mua căn hộ luôn thì IPO ở đây thì nói chung là đó là cái phương pháp của những cái người giàu nhất thế giới ví dụ bạn nghĩ đến anh Nhật Vượng hay là cái người ở Mỹ đi, đấy. người sáng lập ra cái thương hiệu Tesla đấy, à, sản xuất xe điện đấy. Thế thì thì thực ra nhiều người người ta không để ý một điều đó là cái tiền ấy, chủ yếu nó là cái giá trị doanh nghiệp. Tôi ví dụ như là như anh Phạm Nhật Vượng ở công ty trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng, Thế gia đình anh ấy thì vẫn cầm trên 51% cổ phần. Đấy. Thế thì cái nhiều người bảo cái tiền đấy thì nó nó nhiều khi nó là ảo đấy nhưng thực ra nó lại là thật đôi khi những cái mà ảo này thì này, giá trị này rất lớn chứ còn ví dụ mà bảo bây giờ bảo đưa 10 tỷ đô tiền mặt thì anh vượng cũng không thể có được bảo bao nhiêu bạn đồng ý điều này đây cái lý do thứ hai tôi ví dụ trước khi bạn làm cái điều gì đó bạn phải phải quyết định bạn phải tư duy đã là tại sao bạn lại làm cái điều đó lý do tại sao bạn lại muốn cái kết quả đó thì tôi ví dụ như đấy là cái con đường tôi vừa nói phần đấy nó gọi là cái con đường của những cái tỷ phú giàu nhất giàu nhất thế giới giàu nhất Việt Nam đây là lý do trong trường hợp của bạn đấy nhé chứ có người có thể người ta chưa chắc là người ta cần cái kết quả này rồi à, hay tôi ví dụ như là có những bạn này lý do để bạn làm cái việc đó bởi vì bạn bắt đầu muốn uh, chuyên nghiệp hóa bạn buộc phải chuyên nghiệp hóa à, vì hiện ví dụ như bên bên công ty IPO nó khác hoàn toàn luôn tức là hồ sơ mà nộp chậm nó phạt cho bét nhất là vài chục triệu cái sự chuẩn hóa về mặt kế toán rồi là cái 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 sự chuyên nghiệp ấy cái sự minh bạch đấy, những cái việc đấy là nhiều người thì họ rất là sợ bây giờ chết rồi minh bạch nó ra không phải đơn giản thế nhưng mà thực tế thì cái quan điểm thứ hai nó là mình phải luyện tập để cho nó trở thành chuyên nghiệp đấy. bạn càng minh bạch thì lại càng có nhiều người sẵn sàng đến với bạn đầu tư cùng với bạn. Ừ. có thể cái lý do ở đây là bạn có thể x10 hoặc x100 cái giá trị tài sản của bạn đấy. Vân, vân thì ý tôi nói đấy là cái thực hành cái bài tập này trước khi bạn làm cái điều gì đó bạn muốn cái kết quả gì đó thì bạn phải có phần lý do tại sao bạn lại mong muốn làm cái điều đó và sau đó mới đến phần hành động nhé cuối cùng chúng ta mới đến hành động những cái hành động chúng ta sẽ triển khai tôi ví dụ như là bây giờ là các bạn là những cái bạn đã bắt đầu về tập là chuẩn hóa về phòng kế toán này rồi là hạch toán lợi nhuận bắt đầu phải để công ty có lời ví dụ là phải có lợi nhuận 3 năm 5 năm này bởi vì là khi cái quy ước lên sàn mà rồi là chúng ta phải là bắt đầu tăng số lượng cổ đông này lên hơn 100 cổ đông này vân vân hay sau đó là hành động ví dụ như bạn phải thuê những người tư vấn ví dụ bạn nhờ tôi tôi kết nối cho bạn đấy. bạn thuê tư vấn bạn trả tiền ví dụ tôi kết nối xong bắt đầu bạn sang gặp bạn khang chẳng hạn chuyên tư vấn về IPO đấy, vì tôi cũng nhờ bạn khang bạn tư vấn đấy, bạn trả tiền cho cái dịch vụ tư vấn đấy thế để bạn đi bắt đầu là chuẩn hóa cho bạn thì cái đấy những cái hành cái này nó xếp vào hành động một số bạn đã được học rồi nhưng chúng ta phải thường xuyên sử dụng công thức này chúng ta áp dụng cái công thức này gọi là hàng tháng hàng tuần hàng năm hàng ngày bao nhiêu bạn đồng ý là ăn nhau ấy thì nó không phải ở biết mà nó ở cái thói quen tức là từ biết chuyển sang thói quen là một cái chặng đường Đấy. nó không phải câu chuyện một sớm một chiều bao nhiêu bạn đồng ý điều này trở thành một cái thói quen mà mình vận dụng một cách thường xuyên ấy. thế bây giờ tôi ví dụ những cái kết quả khác chẳng hạn thì sai lầm thường gặp này thứ nhất là không xác định cái kết quả mình mong muốn trong một cái khoảng thời gian nào đó không rõ ràng cái sai lầm thường gặp người ta bắt đầu bằng cái hành động sắp tới em muốn đi thuê uh, tư vấn uh, sắp tới em định là uh, tăng số lượng cổ đông vân vân cái đấy là hành động thôi chúng ta có thể có 20 cái hành động thì mới tạo ra được một kết quả. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên. Hotline 19006713, website nickadu.vn